lên. Khi đi trên đường, những tên đầu có ba vạch nhìn thấy anh ta thì đều cúi đầu xuống. Và thế là lòng hư vinh của Tiểu Bạch đã được thỏa mãn. Lúc này đây thì Tiểu Bạch đến phòng VIP. Cậu ta ôm đầy hy vọng bước vào trong căn phòng đó. Nhưng cảnh trước mắt lại khiến anh ta thất vọng tràn trề. Hóa ra ở nơi đây, những người có hai vạch trên đầu lại phải hầu hạ những người chỉ có một vạch. Từng người một khom lưng hạ gối hầu hạ những người đầu một vạch. Có người đám bóp chân, có người bóp tay, có người thì quỳ xuống để nhận mệnh lệnh. Lại còn có người phụ trách đút thức ăn. Tên đầu một vạch kia hưởng thụ vô cùng. Tên nào tên nấy cũng béo như quả cầu vậy. Nhìn cảnh tượng trước mắt này thì Tiểu Bạch lấy ra cục tẩy trong tay mình. Xóa thêm một gạch đi. Anh ta quyết định mình phải làm người một vạch được coi trọng nhất. Khiến cho những tên ngày trước xem thường anh ta, hầu hạ mình cho thật tốt. Tiểu Bạch kiêu ngạo hướng về phía trước. Người hai vạch mời anh ta ngồi vào ghế sofa. Tiểu Bạch ngồi xuống liền đặt chân lên đầu của một tên người hai vạch. Chỉ cần mở miệng là có thức uống vào miệng. Những tên hai vạch ngày thường chế nhạo anh ta, giờ đây đều đang quỳ rạp trước mặt anh. Đúng là không ai có thể lường trước được điều gì mà. Từ gà rừng biến thành phượng hoàng. Bất chi bất giác, Tiểu Bạch ngủ say luôn. Anh ta nhớ lại những ngày tháng khổ cực bi thảm trước kia. Anh ta liền đắc ý mà cười lên. Nhưng đúng vào lúc này, một cái ống trút từ đâu xuất hiện, lập tức hút Tiểu Bạch và những tên đầu một vạch khác vào sâu trong ống và đem đi xử lý gọn gẽ. Một tên người ba vạch ấn nút, một miếng thịt tươi ngon chui ra từ ống. Tiếp sau đó là từng miếng một, đều là làm từ những tên người một vạch. Lúc này đây thì tất cả những người ba vạch có địa vị thấp kém trong xã hội này đều cầm miếng thịt tươi ngon vừa ra lò ăn ngon lành. Tự nhiên nhớ về cảnh tượng ban đầu khi gặp y tá ở bệnh viện, khi họ ôm lấy đứa trẻ đầu một vạch vừa mới ra đời. Có phải trong lòng đang nghĩ là lại có thịt ăn rồi? Thích video thì nhớ like và share nha. Bye bye.